Hello. Hello anh em nhá. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi chợ mọi người ạ. Để xem chợ trời mưa ở trên mình có những gì nhá. Kiếm cái gì đấy về để ngồi đốt lửa nướng ăn sướng đi. Chợ hơi vắng. Quả đi anh. Quả? Ăn quả gì đi để cam à? Cam này bao nhiêu? Cam này 25.000. Cái kia? Cái này 30. Cái này? Cái này 30. Cái nào nhiều nước nhé? Nhiều nước á? Cái nào nó cũng nhiều nước. Cái cam quýt thì nó chỉ có nước thôi, chẳng có gì. Còn cái này? Cái đấy rẻ hơn mà, cái đấy 25.000. 25.000 à? Cái này cũng 25 à? Cái này 25. Nhiều nước không nhỉ? Cái kia mới đẹp rồi. Hả? Không, chỉ cần nước thôi. À nước á? Nhiều nước thì cái này trên bát nước này, cái này trên cam trên bát nước này. Đây à? Ừ. À, trên bát nước mình nghĩ ra rồi. Về lấy nước cam này sẽ luộc, về bắt vịt luộc ấy, thử xem ăn được không? Vịt á? Ờ. Vịt cam vịt ăn xấu mà. Nếu cái này chua có chua không? Có hơi chua chua tí. Ờ được. Cho em tất. Tất cái này nhé. Tất luôn á? Tất là không được giảm giá. Mua vào 22 cái rồi. Lại nhân phí tình cảm thôi. Ấy. Này. Được ăn thử. Ăn thử đi, ăn thử đi. Ăn thử. Lại cái ăn thử. Em đây lại làm món vịt om nước cam à? Đó, vừa mới thấy cái mà nảy ra luôn, nảy số. Thử xem ăn được không, tính nữa về không ăn được thì tối. Wow. Không ăn được cái cam này chống Covid thì người ta toàn mua, người dân này toàn mua cam chống Covid. Ngon không? Ngọt. Quýt thì nó ngọt hơn. Ừ. Cho quả nó vào đây cho bình 5 cân. Ừ. Cái đường nào túi này chả cân? Đó, cái bình 5 cân đi xong rồi chúng ta kia. Mấy cân? Cái này 5 cân rồi. Cháu ơi nghe quả này năm nay cháu đủ 5 cân. Được đấy. Cái này tính 4 cân này. 4 cân 2 thì tính 4 cân, 5 cân là 9 cân. 9 cân, 9, 2, 18. Cứ tính 125 là 250, 250 thì chia đi 25.000 là 225.000. Cứng lắm. Đây đây, chị bóc ra. Đây hộ em một cái. 225.000. 225.000. Chứ rồi, còn 5.000 lẻ thôi. Hai trăm hai mươi 5.000. Rồi, ok. Thôi, không cần phải trả lại đâu. Gọi gì là bó. Vitamin go go. Go go. Con buồn hết rồi. Được, mua ếch thịt.
vịt cũng là vịt lâu đấy rồi. Căn bản là rét này anh em mình không đi kiếm được đồ ăn mọi người ạ. Ra chợ cho nhanh. Đây là anh luộc được. Vâng. Luộc là phải luộc cả da nhá. Không, bỏ da. Không đi kiếm được thức ăn. Vị trí là hôm nay clip của anh em mình hết 600.000, 630.000. Ok, chào xin. Được, bây giờ đâu, ếch đâu rồi? Xin đi, bắt đây. Rồi, bây giờ sẽ đi về để làm ẩm thực nha. Cái này nhá. Đi về để làm ẩm thực cho anh em nhá. 4 cân ếch cộng với lại 9 cân ca. Ok nhé mọi người nhá. Đây là ếch anh em mình đã thịt xong rồi. Sạch sẽ, trắng. Trắng luôn. Ôi, nhìn thấy ếch muốn. Ếch chảy thịt luôn ạ. Mình muốn ăn rồi. Nhưng mà ếch nhà ếch nuôi cũng sẽ không được ngon bằng ếch đồng đó. Bây giờ sẽ đến bước tiếp theo, bổ cam để vắt nước. Bổ cam để vắt nước. Lấy nước cam để lấy nước cam để luộc nhé mọi người nhá. Luộc ếch bằng nước cam. Mọi người nhìn cam chất lượng. Thế chị bán cam thì bảo là ui dạo này người ta mua nhiều lắm để mua ăn phòng Covid. Ngon à? Dạ. Ngon ngọt chua chua. Đây là dụng cụ bắt cam chuyên dụng. Cam mà to nhỉ. To dám ăn luôn nhỉ. Đây là máy chạy tự động chạy bằng cơm. Máy bắt cam chạy bằng cơm. Được, bà này nhìn như ngờ. Nhiều nước phết đấy, nhiều lắm. Nhiều mà. Đã này nó nhiều nước rồi nhỉ. Người ta hãy bôi nó ép nước rồi đó. Ăn còn ngọt như thế. Đấy, lắng rồi đấy. Làm gì này. Vặt nhanh hơn đấy. Này. Thấy chưa? Nhìn à? Máy để làm gì? Cái này để lọc thôi. Vắt còn nhanh hơn. Vắt được nhiều hơn. Đấy. Ui da. Được đấy. Mời tất cả mọi người này. Đây em ngụm. Xin ngụm. Ngon. Rất tốt cho sức khỏe mọi người ạ. Vắt hết chỗ này chắc được khoảng tầm hơn 1 âu này. 2 âu. 2 âu mét cam. Ok nha mọi người nhá. À, vẫn là khoảng được khoảng được khá là nhiều nước nha mọi người nhá. Mình cứ tưởng là được thì độ tầm là Cái cam này nó siêu nước mà. Uống bớt. Thế uống bớt. Nấu ra sướng. À. Quê anh em ạ. Bên này sẽ luộc nước cam nha. Ok. Bây giờ sẽ đem ra nấu bằng nước cam nhé mọi người nhá. Nào bê nước cam ra đây.
Bây giờ bắt đầu tiến hành luộc luộc ếch nhé mọi người nhá. Ý dồi ôi, để một tí hút. Mày. Mọi người nghĩ là cái món này sẽ như thế nào? Ếch thì anh em mình không ướp tiếp gì đâu nhá. Tống cả vào. Thì cho gia vị nó ngọt mình ạ. 2 3 4 Ui con này nó đùi to. 6 Con này ăn lòng cáo co rồi kìa. Nè, nè. Đây, đây nó đùi to nè. Đã chiên chua. Em chiên em cắt cơm một hai con cho nướng ăn ngon nhé. Nướng phải ướp vào. Ướp. Nướng luôn. Thôi, thôi, mình sẽ quyết định là luộc luộc chừng này thôi. Luộc chừng này là ếch thôi để nhớ đâu mà phòng giữ mọi người. Ở giữ phòng là chỗ này đó mọi người nhá. Làm lấy cái chậu đấy để úp nào. Ok. Xem mà chín chưa nhé mọi người nhá. Ui vẫn chưa chín. Ui nó vừa mới sủi lăm tăm thôi. Kiểu gạch của ghẹ á. Giờ gạch cua. Hay lắm. Lấy cái đũa, đảo nó lên xem. À, đây. Trông như kiểu là gì nhỉ? Phô mai, hay là trứng ấy. Trông nó nổi cái váng của cái gì nhỉ? Cam lên hay lắm. Thế là váng vỏ cam nhỉ? Làm gì nó đẹp ấy. Chưa chín nhá mọi người nhá. Nóng vừa sủi lăm tăm. Rồi, chắc thử ra, chắc thử ra. Rồi. Ok nhá mọi người nhá. Khả năng là chín rất là cao rồi. Tại vì thịt ếch cũng mau ấp. Ui. Ê, thịt ếch à. Ui. Lẩu cam. Lẩu cam. Đấy, nó khói quá chắc. Mọi người ạ. Để bật vừa lại lên. Ui, nhút luôn rồi. Sao nhanh mềm thế? Con nó tụt hết cả đùi luôn anh nhở. Bây giờ anh phải cầm cái vợt ấy, vợt mới đỡ tụt. Mày lấy vợt đi. Vợt nhé. Nhũn luôn anh em ạ. Rồi, nhũn cả đùi luôn này. Nào. Vợt nhỏ cũng được. Vợt nhỏ là được rồi. Đoán xem là có ra gì không? Vẫn cứng nhá. Mày vào lấy nước thấm thử luôn. Chép luôn tại lò cho nóng mọi người nhá. Nhiều phết đấy nhỉ. Vào trong nhà nó lạnh lắm. Nó lúc ngủ nó mới ấm. Còn cứ phải ngồi cạnh lò. Ok nhá mọi người nhá. Wow. Đầu tiên là một cái mùi đặc biệt của cam. Ui, đây. Màu vàng luôn. Tay lên màu vàng luôn. Mày thử trước hay tao thử trước? Thì em thử trước à? Ok. Kiểu gì chẳng ngon quá ơi. Mau lên trên làm chuột thí nghiệm. Ui chân này, đã rồi rồi. Đùi. Ơi, đây là hai cái quặng ăn không đùi chấm trước, ăn không chấm trước, ăn không chấm trước. Mời tất cả mọi người. Ngọt. Ngọt mùi cam. Mà ngon không? Ngon. Ăn ok không? Vẫn ngon. Nhưng kiểu nó có cái vị nó hơi nhạt nhạt ấy. Mình thử, mình cũng sẽ thử nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Kìa. Ngọt ngọt.
Nó có vị vỏ cam thơm rồi nhỉ. Nhưng mà nó ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt. Hơi lợ lợ ấy nhỉ. Không lợ lắm đâu. Chỉ hơi một tí thôi. Nó không bị bị ngấm cái nước cam đâu nhé mọi người nhé. Nó kiểu như là anh nói này siêu dễ dàng. Úi. Cầm cái là rơi. Úi. Bỏng. Ăn nó. Phải nói cảm giác nào. Tấm à mọi người. Phải nói cảm giác nó như thế nào nhỉ? Tả như thế nào được nhỉ? Nó hơi nhợn nhợn mọi người ạ. Nó ăn được nhưng mà không được ngon bằng ếch nướng đâu. Rồi ăn nó ngon. Tại vì nó hơi bị lợn lợn mất. Nói chung là vẫn chén vẫn cứ là ok mọi người ạ. Ăn này con này dễ thôi rồi đấy. Kéo nước cam kéo tí nữa hụt ra uống tốt. Mũi đến đâu chỉ nhừ rồi anh đấy. Nhừ luôn anh em mình luộc nhừ luôn.